Hôm nay xin mời quý vị xem sự thay đổi của bàn tăng định của thị trấn Dòng Ghiền nhé. Ở đó là cái sân đá bóng mini dành cho các bạn mà yêu bóng đá. Người ta đi nhà thờ cũng tới đông. Bảy chủ nhật là đi rất là đông. Đây là mới nghe. Hôm nay là ngày chủ nhật rồi quý vị. Đây là trung tâm hành chính của xã Bàn Tân Định. Mình vào khu dân cư của bàn Tân Định. Chợ xã Bàn Tân Định. Mời mọi người đi dạo một vòng chợ bách hóa của bàn Tân Định.
rau quả, trái cây, thịt. Ở đây là đã hết chợ Bàn Tân Định của Dòng Ghiền rồi đó quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, mời quý vị xem các video tiếp theo của Lâm về miền Tây nhé.